Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, quý tăng ni Phật tử, thưa toàn thể nhân dân, chùa là nơi thờ Đức Phật A Di Đà, là nơi tứ chúng cùng về bên nhau tu tâm để chuyển hóa thân tâm. Chùa là chốn linh thiêng, lưu giữ giá trị cốt lõi của quê hương bản quán. Chùa nơi tĩnh tâm giúp con người giải những sai oan trần thế. Trong văn hóa của người Việt Nam luôn coi trọng sự hiếu kính, lễ tiết, thấu hiểu sự quan trọng của ngôi chùa linh thiêng. Nhân dân Thanh Tâm nói chung, Thôn Thong nói riêng luôn coi trọng, trân trọng giá trị trì truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đã thành tâm hướng Phật, cùng nhau chung sức chung lòng cất nóc nên ngôi chùa Đại Hùng Bảo Điện, chùa Tử Hiếu. Trong không khí hân hoan chào đón mùa xuân, xuân Mậu Tuất đang tới gần. Lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện, chùa Tử Hiếu sẽ được trọng thể diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm Đinh Dậu. Và hôm nay tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chùa Tử Hiếu cùng long trọng diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ khánh thành. Về dự chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý tăng ni Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón. Trước khi bước vào chương trình nghệ thuật, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Căn, đại diện Ban Công tác Mặt trận Thôn Thong sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, ngày 19 tháng 2 năm Đinh Dậu, cán bộ nhân dân Thôn Thong đã tổ chức lễ khởi công xây dựng. Niềm vui này đã gợi cho nhân dân Thôn Thong có dịp được trở về với những người con của Phật. Trong những niềm hoan hỉ tràn ngập yêu thương của những người con đối với ông bà, cha mẹ, có thể nói đây là nơi hội tụ mang tính chất bản sắc dân tộc, đạo đức làm người, là nơi mà những ngôi từ, ngôn từ thiện mỹ, những nghĩa cử cao đẹp, những hành động thiết thực được biểu hiện bằng cả tấm lòng, làm bản sắc tình người, nghĩa sống lên ngôi, lưu truyền mãi mãi. Và cũng nơi đây mái chùa đóng một vai trò vô cùng thiết yếu cho cuộc sống sinh tồn của dân tộc. Vì nơi đó giáo lý đạo Phật luôn hướng thiện con người, mái chùa Tử Hiếu mãi mãi ấp ủ hồn dân tộc và nếp sống văn hóa cho muôn đời sau, duy trì và phát huy truyền thống văn hóa tâm linh tốt đẹp của dân tộc, cũng là nơi học đạo và gửi gắm tâm linh của những người con Phật. Bởi vì chùa là văn hóa quê hương, là nơi thể hiện tình thương con người. Với nỗ lực của địa phương và tấm lòng hảo tâm, phát tâm công đức của các mạnh thường quân, của các doanh nghiệp, của các công ty và của toàn thể nhân dân trong thôn, của các con em trong thôn học tập công tác trên mọi miền Tổ quốc, với sự nhiệt tình của các anh chị em trong tổ thợ, chỉ trong 10 tháng thi công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chùa Tử Hiếu đến nay được thập phần viên mãn. Và cũng từ đây chuông chùa sáng vọng triều ngân, những lời cầu nguyện trong ngần nơi đây, cầu cho con cháu sum vầy, cầu cho cuộc sống tràn đầy yêu thương, cầu cho bao kẻ lạc đường từ trong tăm tối biết phương tìm về, cầu cho cây trái sum xê, cầu cho muôn thở làng quê yên bình. Được phép của thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Thanh Tâm, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trịnh trọng tuyên bố khai mạc buổi giao lưu văn hóa chào mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chùa Tử Hiếu, Thôn Thong. Kính chúc các quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý, các quý Phật tử gần xa cùng toàn thể nhân dân trong thôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Xin cảm ơn.
Đại lễ các bạn thánh thành, ngôi đền Hùng, Bảo Điện, chùa Từ Hiếu, những người con của quê hương thôn Thong, xã Thanh Tâm đã luôn hướng về quê hương, hướng về ngôi chùa, đã gắn bó biết bao những kỷ niệm tuổi thơ cũng như cuộc đời. Và hôm nay thì các anh em nghệ sĩ là những người đồng nghiệp, anh em thân thiết từ rất nhiều các tỉnh, từ Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, là những người bạn đồng nghiệp của anh Mạnh Quyên, một người con của quê hương thôn Thong, xã Thanh Tâm, đã thành tâm gửi tới chương trình ngày hôm nay một chương trình nghệ thuật đặc biệt để cùng dành lời tri ân cũng như lời cảm ơn sâu sắc tới quê hương. Và ngay sau đây, chương trình nghệ thuật được sự phối hợp của các nghệ sĩ đến từ nhà hát chèo Hà Nam, các nghệ sĩ của tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và đặc biệt là các Phật tử thôn Thong xin được dành tặng tới quý vị. Và chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng chương trình nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý tăng ni Phật tử cùng toàn thể nhân dân sẽ cùng thưởng thức tiết mục hát múa Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người do các Phật tử thôn Thong biểu diễn. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chờ đón. Thank you.
Thưa quý vị, và trong cổ ngữ xưa thì ông cha cũng dạy rằng cây có gốc mới xanh lá nảy cành, nước có nguồn mới bể dòng sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Bởi gốc rễ, ông bà, tổ tiên, cội nguồn. Thưa quý vị, và luôn thấu hiểu điều đó, nhân dân cũng như con em của quê hương thôn Thong, xã Thanh Tâm luôn thành tâm hướng Phật, luôn dành sự quan tâm tới quê hương. Và nhân dịp đây, chúng tôi cũng xin được dành lời cảm ơn sâu sắc tới các sự quan tâm, sự đầu tư và những tình cảm đặc biệt của các Phật tử đã thành tâm như các mạnh thường quân để chúng ta cùng cất đắp xây dựng một ngôi chùa khang trang to đẹp. Vâng, và có lẽ chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng cảm ơn các mạnh thường quân của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý tăng ni Phật tử, kính thưa toàn thể nhân dân Hà Nam, mảnh đất Điện Linh Nhân Kiệt, nơi hội ngộ của ba dòng sông, sông Đáy, sông Châu, sông Nhuệ. Con người Hà Nam của chúng ta bao đời chịu thương, chịu khó và đặc biệt là rất nhân hậu. Thưa quý vị, và ngay sau đây, chương trình ca nhạc xin được tiếp tục. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức một sáng tác rất nổi tiếng nhạc sĩ Nguyễn Tiến, ca khúc Hà Nam Đất Mẹ Anh Hùng. Xin trân trọng giới thiệu hai giọng hát của nghệ sĩ Hiền Diệu và nghệ sĩ Hoài Thanh. Và xin quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón giọng hát của các nghệ sĩ. Vẫn nặng tình.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý tăng ni Phật tử, thưa toàn thể nhân dân, có một loài hoa chỉ biết hiến dâng cho đời mùi hương giải thoát, đưa cho lối chúng sinh thoát khỏi bờ mê, trở về biển giác yêu thương. Đó là đám hoa lưu đàn tỏa ngát hương thơm như sự thanh cao thoát tục của quý tăng ni. Hôm nay nhân dịp chúng ta cùng chào mừng đại lễ cắt băng khánh thành ngôi đền Hùng Bảo Điện chùa Từ Hiếu, chúng con những anh em đồng nghiệp của anh Mạnh Quyên, một người con của quê hương, xin được dâng bó hoa hái trong vườn cuộc đời để xin dâng lên Đức Phật Từ Bi, xin được gửi tới chia vui cùng với quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Và để tiếp tục với chương trình, cho phép là Duy xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý tăng ni Phật tử một sáng tác nghệ sĩ Hoài Mai, ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe.
quý vị đại biểu, quý vị quý, kính thưa toàn thể nhân dân. Và để tiếp tục với chương trình, ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng một lần nữa thưởng thức với chương trình nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay và cùng gặp lại với các Phật tử, cùng trân trọng gửi tới quý vị với tiết mục Niềm An Vui, và xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Tiết mục Niềm An Vui của chị Minh Thu, Phật tử xóm 1 đã ngày hôm nay cùng dâng lên tới Phật tử A Di Đà, cũng như gửi tới quý vị cùng có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thấy có hay không ạ? Vâng ạ, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Thưa quý vị, và hôm nay thì cũng rất là vinh dự cho các anh chị em nghệ sĩ, là những người đồng nghiệp rất là thân thiết của anh Mạnh Quyên, trở về với quê hương thôn Thông và nhận được rất nhiều tình cảm từ các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh chị. Vâng ạ, những nụ cười rất là rạng rỡ và những ánh mắt đã theo dõi từ đầu chương trình, và cảm nhận đó làm cho các nghệ sĩ cảm thấy phấn khích hơn rất nhiều. Thưa quý vị, và đoàn Duy xin hứa với toàn thể quý vị, càng chương trình về sau thì sẽ càng hay lên. Bởi vì là lúc này đây thì đoàn Duy cũng như các nghệ sĩ muốn được dành lời cảm ơn tới quê hương, cảm ơn tới những người đã công công sinh thành, cảm ơn tới tất cả quý vị đã cùng trở về đây. Và hôm nay thì bên cạnh những ca khúc ca ngợi về Đức Phật A Di Đà, ca ngợi về sự hào quang của người, ca ngợi về quê hương, thì ngay lúc này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc rất ý nghĩa. Thưa quý vị, quê hương Thanh Tâm của chúng ta thì cũng đặc biệt thay đổi khi đã có nhiều những ngôi nhà cao tầng lớn lên, và đặc biệt là chúng ta đang có mặt tại đây, chúng ta đều sống trong một cái niềm hân hoan rất lớn khi chúng ta cùng đứng trước một ngôi bảo điện rất là hoành tráng uy nghi. Thưa toàn thể quý vị, và đoàn Duy cũng đã đi rất nhiều nơi và cũng đã chứng kiến tại các quê hương, nhưng thực sự ngày hôm nay bất ngờ khi tại quê hương thôn Thông của chúng ta xây dựng được một ngôi bảo điện quá hoành tráng, quá uy nghi, và chúng ta dành một tràng pháo tay vì điều đó. Thưa quý vị, và để tiếp tục với chương trình, xin kính mời quý vị chúng ta cùng gặp lại với giọng hát của nữ ca sĩ Hiền Diệu qua một sáng tác rất ý nghĩa, một sáng tác chuyển thể của nhạc sĩ Huy Chương dựa theo trên làn điệu Về Kinh Bắc. Và hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức với cái làn điệu Về Thanh Tâm Quê Em. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay về ca khúc của quê hương mình ạ.
anh có về Thanh Tân quê em mà nghe quát họ mà xem hát chèo. Quê em có lịch có lề, có sông Vinh Thủy, có nghề cười canh, có nghề xe chỉ làm mành, có câu quan họ để dành cho nhau. Và không biết từ bao giờ câu ca quan họ cũng đã nằm lòng trong những người tại quê hương Thanh Tân. Và hôm nay thì trong một cái không khí tiết trời mùa xuân, chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất quê hương của chúng ta đang từng ngày thay da đổi thịt. Và thưa quý vị, chúng ta mong muốn nhiều hơn nữa. Và hôm nay thì cùng chứng kiến những tình cảm của các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các chị, những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu cảm thấy rất xúc động. Thưa quý vị, và cũng như đã giới thiệu từ đầu chương trình, trong chương trình buổi tối ngày hôm nay có sự góp mặt của các nghệ sĩ từ nhà hát chèo Hà Nam, từ Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình cùng trở về. Thưa quý vị, và ngay lúc này xin trân trọng giới thiệu cùng với toàn quý vị một chàng trai sinh ra và lớn lên trên quê hương Thái Bình. Anh cũng đã có chất chèo trong người, và ngay lúc này đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức với giọng hát của nghệ sĩ Hoài Thanh qua làn điệu chèo. Và xin được trân trọng bật mí toàn thể quý vị, nghệ sĩ Hoài Thanh thì được hiện nay đang công tác tại Trung tâm Chầu Văn Tâm Linh Việt. Và trong phần sau của chương trình thì Đoàn Duy chắc chắn sẽ dành cho quý vị những bất ngờ. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng làm quen. Thì nghệ sĩ Minh Tuấn cũng xin được thay lời để cảm ơn tới người mẹ đã sinh ra anh Mạnh Quyên, cũng như cảm ơn những người mẹ đang có mặt tại đây. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các nghệ sĩ đến từ ban nhạc 5TNTV ở Phủ Lý Hà Nam. Sẽ trân trọng gửi tới quý vị với ca khúc Mẹ Tôi. Mẹ tôi không với tôi nhiều lúc tôi buồn, nên với tôi cay đắng tôi hơn. Lúc tôi cười là mẹ vui hơn, có cuộc đời của mẹ là con. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu, em tôi đâu mẹ gấp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, nắng hôm rồi ngỡ còn trong nôi. Mẹ ơi, con ngắm lên giữa một vòng tay, những yêu thương còn chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm. Hy sinh cả cuộc đời.
là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng ngày vất vả ngược xuôi, trong hôm nay con hát giữa mọi người. Sao anh đèn còn chỉ có mẹ thôi? Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Sao anh đèn còn chỉ có mẹ thôi? Cảm ơn mẹ. Xin chào, cảm ơn nghệ sĩ Minh Tuấn đã mang lại những cảm xúc trong chương trình nghệ thuật buổi tối ngày hôm nay. Bên cạnh đó xin cảm ơn nghệ sĩ guitar Ngọc Nhất của Ben Năm và xin được trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Minh Thành, nghệ sĩ Thanh Liên đã mang tới những cảm xúc với ca khúc Mẹ Tôi. Thưa quý vị, và để tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, con cha xin ta, để tình thương mặn ngào.
Xin được trân trọng cảm ơn các Phật tử của thôn Thông. Thưa quý vị, để có một tiết mục đặc sắc như quý vị vừa theo dõi thì các nghệ sĩ của chúng ta, các Phật tử của chúng ta cũng đã có rất nhiều thời gian để tập luyện. Và hôm nay lên sân khấu đứng trước rất là đông quý vị khán giả, có lẽ là những cái cảm giác cũng tương đối là khó tả. Và cảm xúc hơn nữa là ngày hôm nay bằng những cái tình cảm của mình được dâng lên Đức Phật, dâng lên được gửi tới quý vị, đó là một niềm vui vô cùng to lớn. Thưa quý vị và đoàn Duy biết rằng tại quê hương Thanh Tâm và nói chung cũng như thôn Thông nói riêng đã có rất nhiều được biết đến là một nơi địa chỉ đỏ, nơi có những cái nền văn hóa dân ca rất là đà bản sắc của giọng hát, là người con của quê hương Thông Thanh Tâm. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, như hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn thôi. Sâu tựa biển khơi, dù cho dâng trọn cuộc đời, làm sao trả hết ơn người sinh ta. Xin được cảm ơn quê hương, cảm ơn đất mẹ đã cho ta một hình hài. Và ca khúc Tình Cha cũng là món quà mà hôm nay Sơn Thủy cũng như tất cả các quý vị mong muốn được gửi tới những đức sinh thành của mình.
Thưa quý vị, và để liên tục với chương trình thì ngay lúc này đây chúng ta cùng gặp lại với các Phật tử của xóm 3 với tiết mục Ơn Thầy. Và chúng ta lại dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các nghệ sĩ trở về sân khấu. Một cái tiết mục rất đặc sắc. Thưa quý vị, và ngày hôm nay thì rất là vinh dự cho các nghệ sĩ được nhận lời mời từ anh Mạnh Quyên. Và lúc này xin được trân trọng giới thiệu anh Mạnh Quyên cùng trở về sân khấu ạ. Từ trung tâm Chầu Văn Tâm Linh Việt là nơi mà anh Mạnh Quyên công tác hiện nay. Và bên cạnh đó thì các anh em nghệ sĩ từ các tỉnh cũng là những người đồng nghiệp rất thân thiết. Và anh Mạnh Quyên cũng có chia sẻ là quê hương trong những dịp cuối năm thì sẽ tổ chức đại lễ khánh thành với ngôi Đại Hùng Bảo Điện Chùa Từ Hiếu. Và hôm nay thì thật vinh dự là anh em đã góp mặt tại đây. Và có lẽ là anh Mạnh Quyên sẽ có những chia sẻ tới tất cả quý vị. Chân thành được cảm ơn đàn di MC rất nhiều. Đầu tiên thì cho phép Mạnh Quyên xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý, các Phật tử một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, trân trọng được kính chúc quý vị chuẩn bị bước sang một năm mới có nhiều niềm vui mới, sức khỏe an và khang, gia đình thịnh vượng. Và ngày hôm nay thì rất vui mừng cho Mạnh Quyên được nhận lời mời của ban tổ chức, và anh em nghệ sĩ của Mạnh Quyên thì cũng đã cùng về để cùng lòng thành kính dâng lên quý vị một chương trình nhạc ca nhạc cùng với tất cả các Phật tử trên quê hương chúng ta. Và ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng đang theo dõi, và đoàn Duy là người dẫn chương trình, và tất cả các em anh em trong ban nhạc, những anh em nghệ sĩ của nhà hát chèo, rồi anh em nghệ sĩ trong câu lạc bộ hát văn cơ Tâm Linh Việt cũng về đây ngày hôm nay để kính dâng lên toàn thể các cụ, các ông, các bà và cùng toàn thể bà con ngày hôm nay. Vâng, và chắc chắn rồi, đó là những tâm sự cũng là mong muốn của anh Mạnh Quyên và cảm xúc về quê hương như về với gia đình, về với mẹ. Vâng ạ, có một người mẹ già hơn 70 tuổi rồi, và dù đi đến nơi nào nhưng vẫn luôn về hướng về quê hương, hướng về mẹ. Và một ca khúc rất ý nghĩa, một sáng tác nghệ sĩ Phó Đức Phương, có lẽ là món quà ý nghĩa nhất mà ngay lúc này đây anh Mạnh Quyên xin được gửi tới quý vị. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón ca khúc Về Quê. Bên lỡ bình thường
theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê nơi có một chiến đê, có dòng sông bên bờ bình bạn nơi phồn hoa các đôi đôi nghỉ cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ tôi đêm qua câu thời gian trôi mau nơi bền lâu là nơi lắng sâu thiếu quê hương ta về quê. Thưa quý vị, xin mây ngàn một chút màu xanh thật e ấp còn trườm lên tóc mẹ, mái tóc óng ả một thời săn trẻ theo thời gian mưa nắng bạc màu, mùa bão giông sương gió dãi dầu, mắt sâu thẳm lo ngày sắp hạn, mẹ tảo tần cho con ăn học mòn mỏi thân gầy, mẹ quản gì đâu, năm tháng bốn mùa một tấm áo nâu, trời nắng gắt áo mồ hôi vắt nước, xót xa gió Lào khô giang dốc lặn lội thân cò che chở mà non, vun vén giữ dành mẹ để cho con đủ lông cánh, con rời xa khuất đường phía trước gian nan, con bước chắp tay nguyện cầu mẹ thao thức hàng đêm, qua núi sông sâu bao nỗi thá cầy, con mãi thăm mong ngày về bên mẹ, tiếng ầu ơ ngọt ngào khe khẽ rưng rức trong lòng con lắm mẹ ơi. Thưa quý vị, và đó có lẽ là những tâm sự của những người đi xa quê hương và thiếu ở nơi đó, đó là tình cảm quê hương, tình làng nghĩa xóm nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Có lẽ đó như là cảm giác của anh Mạnh Quyên, cũng như những mạnh thường quân mà đã dành những tâm huyết của mình để chúng ta cùng cất nóc ngây lên xây dựng lên ngôi bảo điện. Thưa quý vị, và ngay lúc này đây, và Đoàn Duy cũng đã bật mí với quý vị từ đầu chương trình, xin được dành tặng tới quý vị một món quà rất đặc biệt ngày hôm nay, sự hiện diện của các nghệ sĩ trở về từ nhà hát chèo Hà Nam theo lời mời, đó là những anh em đồng nghiệp rất thân thiết và sẽ cùng trở về với sân khấu ngày hôm nay. Trân trọng gửi tới quý vị một trích đoạn rất nổi tiếng trong vở chèo Quan Âm Thị Kính, đó là trích đoạn Thị Mầu Lên Chuồng. Và sau đây thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng về sân khấu để cùng theo dõi với trích đoạn Thị Mầu Lên Chuồng. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các nghệ sĩ.
Thank you.
Tới chúng ta trích đoạn Thì Màu Liêm Chùa trong vở Quan Âm Thị Kính, một vở chèo kinh điển trong làng chèo Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa quý Phật tử cũng như toàn thể nhân dân, vừa rồi thì chúng ta cùng thưởng thức những giai điệu rất thân quen, cũng đã nằm lòng trong nhiều năm vừa qua với các lớp thế hệ người Việt Nam. Xin được hỏi có hay không ạ? Chương trình có hay không ạ? Vâng ạ, công bà muốn nghe nữa không ạ? Vâng ạ, và phần sau như đoạn gì đã nói từ chương trình thì chương trình của chúng ta càng về sau sẽ càng hay ạ. Và để tiếp tục với chương trình thì lúc này đây chúng ta lại cùng gặp lại với các Phật tử trên quê hương, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình. Và xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức với ca khúc bài ca Thống Nhất do các Phật tử từ xóm 3 thể hiện. Và sau ca khúc này thì cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nắn lại với chương trình và cùng theo với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Biển trời máu đỏ,
một không khí tưng bừng trong ngày hội non sông. Thưa quý vị, đất nước Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh, kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, và với tinh thần ý chí quật cường, nhân dân của Hà Nam, huyện Thanh Liêm và đặc biệt là Thanh Tâm đã có biết bao nhiêu thế hệ người đã ra mặt trận xung phong vì nền độc lập tự do, để ngày hôm nay chúng ta có ngày vui thống nhất non sông Bắc Nam về chung một dài, và chúng ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Để tiếp tục với chương trình, xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai dòng hát của nghệ sĩ Huyền Thương và nghệ sĩ Ngọc Quý với làn điệu chèo Vui Mối Hồ Xuân, và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nghệ sĩ. Thank you.
thưa tất cả quý vị, mùa xuân, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của đất trời giao hòa. Thưa quý vị, và chúng ta thật vui mừng khi chào đón đại lễ các bạn khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa Từ Hiếu diễn ra cũng là trời đất giao hòa lúc mùa xuân tới, cũng như chúng ta cũng đón một cái Tết đoàn viên, Tết Nguyên Đán Xuân Mậu Thân đang tới gần. Thưa quý vị, và sinh thời Bác Hồ đã từng nói đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Thưa quý vị, và chỉ có sự đoàn kết, chung lòng, chung sức thì chúng ta mới gặt hái được thành công. Và chúng tôi trân trọng sự đoàn kết, chung lòng, chung sức của nhân dân. Vâng ạ, 4 thôn, thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 của Thong Thanh Tâm đã chung lòng, chung sức để chúng ta có một ngôi bảo điện thật khang trang, thật uy nghi. Và chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng điều đó. Thưa quý vị, và hôm nay các nghệ sĩ về với quê hương cảm thấy thực sự ấm cúng bởi vì cái tình cảm, tình người lan tỏa của các ông, các bà, các bác, anh chị tại quê hương đã dành cho các nghệ sĩ cũng như đã cùng giao lưu với chương trình. Và để tiếp tục với chương trình thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức một sáng tác nghệ sĩ Ngọc Khuê, ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa, cũng là phần thể hiện tiếp theo của thôn 2 sẽ dành tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta lại dành những tràng pháo tay để cùng chào đón tiếp mục Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa.
Xin trân trọng cảm ơn các Phật tử của thôn 2 đã dành tặng tới chương trình một bài hát rất ý nghĩa, một sáng tác nghệ sĩ Ngọc Khuê, ca khúc Một Xuân Làng Lúa Làng Hoa. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị Phật tử cùng toàn thể nhân dân, năm 2016 thì hát văn được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị, và trong tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt Nam, hát văn là trong nằm trong hệ thống tứ phủ, thông qua tiếng đàn nhịp phách cùng nghệ thuật diễn sướng tâm linh để đưa người nghe trở về với cội nguồn dân tộc, nơi thờ phụng các bậc tiên thánh để cùng cầu chúc mưa thuận gió hòa, cầu chúc cho sức khỏe, gia đạo bình an. Và hôm nay thì xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức với chương trình hát văn diễn sướng hát văn qua phần thể hiện của các nghệ sĩ đến từ Trung tâm Nghệ thuật Tâm Linh Việt. Và cũng xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các nghệ sĩ trở về sân khấu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một lần nữa cùng chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, và với giá văn của đôi Thượng Ngàn đã kết lại chương trình nghệ thuật chào mừng đại lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hồng bảo điện chùa Từ Hiếu. Xin được kính chúc đại lễ khánh thành diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được kính chúc quý vị đại biểu, quý Phật tử cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, và xin một lần nữa trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.